Lại nữa thiện hiện người thuyết pháp thì đầy dẫy ác dục, quá ham mê danh lợi y phục, ăn uống, đồ nằm thuốc thang, đồ cúng dường của cải. Còn người nghe pháp thì thiểu dục chi túc, tu hạnh viễn ly, dũng mãnh tinh tấn, đầy đủ niệm tuệ, chán sợ lợi dưỡng cung kính danh dự hai bên chẳng hòa hợp chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người thuyết pháp thiểu dục tri túc tu hạnh viễn ly dũng mãnh tinh tấn đầy đủ niệm tuệ chán sợ lợi dưỡng cung kính danh dự còn người nghe pháp lại đầy dẫy ác dục quá ham danh lợi y phục ăn uống đồ nằm thuốc men đồ cúng giường của cải hai bên chẳng hòa hợp chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người thuyết pháp thực hành 12 công đức đầu đà. Một là ở nơi thanh vắng, hai là thưởng khất thực, ba là mặc y phấn tảo, bốn là ăn một bữa, năm là nhất tọa thực, sáu là ăn đồ xin được. 7 là ở bãi tha ma, 8 là ở chỗ trống, 9 là ở dưới cây, 10 là thường ngồi không nằm, 11 là chỉ dùng phu cụ nhận được, 12 là chỉ có 3 y. Còn người nghe Pháp chẳng thọ trì 12 công đức đầu đà, đó là chẳng ở chỗ thanh vắng cho đến chẳng chịu chỉ có 3 y, hai bên chẳng hòa hợp chẳng thành nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người nghe pháp thì thực hành mười hai công đức đầu đà đó là ở nơi thanh vắng cho đến chỉ thọ ba y còn người thuyết pháp thì chẳng thọ mười hai công đức đầu đà đó là chẳng ở nơi thanh vắng cho đến chẳng chỉ thọ ba y hai bên chẳng hòa hợp chẳng thành nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện, người thuyết pháp thì có tín, có giới, có thiện ý, vui vẻ. Muốn vì người nói bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện khuyến khích, giao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập. Còn người nghe lại không có tín, không có giới, không có thiện ý, vui vẻ, không thích nghe thọ, hai bên không hòa hợp chẳng thành nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người nghe pháp thì có tín có giới có thiện ý vui vẻ muốn cầu nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa còn người thuyết pháp thì không có tín không có giới không có thiện ý vui vẻ chẳng muốn vì người nói hai bên chẳng hòa hợp chẳng thành nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người thuyết pháp tâm không bòn sèn có thể xả tất cả còn người nghe pháp thì tâm bòn sèn chẳng thể xả bỏ hai bên chẳng hòa hợp chẳng thành nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa, thiện hiện, người nghe Pháp thì tâm không bòn sẻn, có thể xả bỏ tất cả, còn người thuyết Pháp thì tâm bòn sẻn, chẳng thể xả bỏ, hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì nên biết đó là ma sự của Bồ Tát lại nữa thiện hiện người nghe pháp thì muốn cúng dường cho người thuyết pháp y phục ẩm thực đồ nằm thuốc men và các của cải khác nhưng người thuyết pháp thì chẳng thích thọ dụng hai bên chẳng hòa hợp chẳng thành nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người thuyết pháp thì muốn cung cấp y phục ẩm thực đồ nằm thuốc men và các của cải khác cho người nghe nhưng người nghe chẳng thích thọ dụng hai bên chẳng hòa hợp chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa thì nên biết đó là ma sự của bồ tát